một đi chùa thì chùa nó cũng khá là đông, nhang khói cũng cay mắt lắm nhưng mà vẫn thích đi. Em thì cầu mong may mắn, sức khỏe với lại phát tài phát lộc. Em thì em thấy là cũng giống đầu năm á, mình đi coi chùa nhìn thấy cả rất thoải mái. Cầu xin cho một năm an lành với lại cuộc sống vui tươi hơn á, em cảm thấy rất là vui ạ. Đầu năm đi chùa thì tâm trạng em rất là tĩnh tâm và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình, đến với mọi người dân chúng ta và đất nước chúng ta ngày càng phồn vinh hơn.